Thế giới đài với mừng chào đón thành các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Trời Hà Nội thì đang có mưa, mưa khá lớn. Em sẽ test một lúc hai chiếc đài này để mời các bác cùng thẩm âm. Chiếc bên tay phải các bác này thì là chiếc JVC M90. Nó được mệnh danh là ông vua của dòng cassette một cục. Và chiếc bên tay trái này là chiếc Nativna RX7002. Và hôm nay thì em sẽ làm một video so sánh chất âm của hai chiếc này. Đấy. Về giá cả thì xin được khá nhiều. Chiếc này ở cửa tiền 45 triệu. Còn chiếc này thì ở cửa tiền gần 20 triệu. Đấy. Bên em thì chuyên cung cấp các đài cassette tuyển chọn được mua từ Pháp, từ Đức, từ Anh thông qua đấu giá, thông qua eBay. Sản phẩm đồ cũ bán có bảo hành cho các bác. Vì thế nên các bác mua hàng hoàn toàn yên tâm. Bác nào ở Hà Nội đến tận nơi xem mua hàng sẽ được giảm giá. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc. Ship cả ra nước ngoài. Nếu các bác có nhu cầu. Đấy, thanh toán thì em sẽ thanh toán bằng cổng dịch vụ quốc tế thông qua PayPal. Vì thế nên là một dịch vụ mua bán an toàn. Còn ở trong nước thì bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái trả tiền. Đấy, sản phẩm bán thì được bảo hành 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tùy theo sản phẩm. Đấy. Sau đây thì em sẽ so sánh chất âm của hai chiếc và em sẽ mở chiếc JVC M90 trước nhá. Đấy. Về hình thức của hai chiếc đài thì còn rất là mới và đẹp. Bác nào quan tâm đến chiếc nào thì cứ liên hệ với em. Đây ạ. Con này là Nativna RX7000. Đấy. Con này là con JVC M90. JVC M90. Con này thì đa cầu điện, các bác có thể cắm điện là 220V trực tiếp luôn. Đấy, rồi sẽ test luôn chất âm của nó để mời các bác cùng thẩm âm nhá. Anh đâu hay rằng
băng sang chiếc Nationa này nhá. Mời các bác cùng thẩm âm. Chiếc 7000 thì em cho băng vào đây rồi. Và bây giờ em test luôn chất lượng của nó. Từng sản phẩm nó có những cái giá trị khác nhau. Ví dụ như chiếc JVC M90 này thì được giới Audiophile đánh giá là ông vua của dòng cassette một cục thì quả là không sai. Bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên hệ để sở hữu. Và giá chiếc M90 em đang bán với mức giá là 45 triệu đồng. Còn chiếc Nationa này thì đang bán với mức giá là 18,5 triệu đồng.
Một lần nữa Thế Giới Đài xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Chúc các bác xem video vui vẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hoặc là lần đầu xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Và bên em ship hàng toàn quốc, ship cả ra nước ngoài. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.